Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên đề an toàn giao thông. Chuyên đề này do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Long An phối hợp với Phòng Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Long An thực hiện. Thưa quý vị, những ngày qua, dư luận, báo chí liên tiếp phản ánh nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông thản nhiên, chậm rãi đi trên đường trước mũi xe cứu hỏa, xe cấp cứu, mặc tiếng còi ưu tiên, xin vượt, thậm chí có cảnh báo nhường đường của lực lượng chức năng qua loa gắn trên xe. Đã có người bị phạt nguội, nhưng có vẻ tình trạng này đã đang và sẽ vẫn tiếp tục tái diễn. Liệu có phải do ý thức kém của người tham gia giao thông hay do chế tài xử phạt chưa đủ mạnh, chưa đủ sức răn đe đối với những trường hợp này? Tìm hiểu sâu hơn về thực trạng này, mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận ngay sau đây. Kính thưa quý vị, hiện tại thì tôi đang có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An và ngay bên cạnh tôi đây là hình ảnh những xe cấp cứu đang chờ để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế kịp thời và đúng lúc. Tuy nhiên, trên mạng xã hội gần đây đăng tải nhiều video clip ghi lại hình ảnh của những người tham gia giao thông lấn đường không nhường đường cho xe ưu tiên, gây nên những cái bức xúc rất lớn trong dư luận trong thời gian qua. Mặc kệ xe cấp cứu hú còi cảnh báo và liên tục nhá đèn xin vượt, nhưng tài xế xe tải vẫn không chịu nhường đường dù làn bên phải còn trống. Liên tục phát loa, bấm còi báo hiệu nhắc nhở nhường đường xe chữa cháy, những tài xế vẫn ung dung lái xe như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn hình ảnh từ những đoạn clip này, ai ai trong chúng ta không khỏi phẫn nộ trước những hành vi vô ý thức, bất chấp nguy hiểm đến người khác lại ngang nhiên diễn ra như thế này. Điều đáng lên án là những vụ việc tương tự như trên gần đây xuất hiện ngày một phổ biến. Dường như là nhận thức về tính nguy cấp cũng như ý thức nhường đường cho các loại xe ưu tiên khi đang làm nhiệm vụ của các đối tượng này là con số 0. Và vô hình chung đã biến vấn đề này trở thành một vấn nạn nhức nhối hiện nay. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An mỗi ngày, bệnh viện phải tiếp nhận số lượng lớn các ca cấp cứu nguy kịch. Khung cảnh đông nghẹt bệnh nhân tại khoa cấp cứu và hình ảnh làm việc khẩn trương để cứu chữa kịp thời cho bệnh nhân của y bác sĩ nơi đây luôn diễn ra liên tục. Bởi trong lúc này, mỗi phút giây chậm trễ có thể dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc mà có thể đánh đổi bằng cả tính mạng con người. Nó rất là quan trọng khi mà mình một cái bệnh nặng cấp cứu thì người nhà cần khẩn trương đưa vô bệnh viện, vô khoa cấp cứu. Đặc biệt những cái bệnh lý mà cần xử lý khẩn cấp. Cái thứ hai nữa, trong lúc qua cái quá trình mình đưa vô đó, mình phải cho nó an toàn. Còn những cái bệnh về nội khoa cấp cứu thì mình đưa vô càng sớm càng tốt, chứ không nên để ở nhà khi mà đưa vô nó quá muộn thì mình cái cấp cứu nó kém cái hiệu quả đi. Cùng với đó là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Long An cũng đang trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp với chủ trương là chống dịch như chống giặc, cũng là nơi luôn trong tình thế chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó dịch bệnh để đưa các ca có dấu hiệu nhiễm bệnh ngay lập tức đến khu tiếp nhận cách ly điều trị nhanh chóng. Với tính cấp thiết của công việc trên thì vấn đề di chuyển nhanh chóng của xe ưu tiên luôn được đặt lên hàng đầu để đảm bảo vấn đề cấp bách cứu chữa bệnh nhân, cách ly dịch bệnh. Gần đây nhất là em đi trên tuyến đường Nguyễn Chí Phương, là đi vận chuyển bệnh nhân lên bệnh viện 115, là có một anh đó em đã bóp kèn, em mở còi, thậm chí là mà em mở hai còi luôn nữa, nhưng mà anh đó vẫn là không nhường đường. Có nhiều trường hợp là sẽ là không có nhường đường cho xe ưu tiên, cho dù mình có mở còi hoặc là mình bấm kèn chứ chăng nữa, người ta cũng không có nhường đường cho mình. Như vậy thì nó sẽ gây ra tác hại là vận chuyển bệnh nhân là chậm trễ. Nếu mà bệnh nhân đang nguy cấp thì rất là nguy hiểm cho tính mạng, mà cũng có thể xảy ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào. Tôi là tài xế, là thường cũng đi chống dịch, thì công việc nhanh đó là mình phải chạy sao cho nó cấp bách tới nơi, tới chốn, đặng mình dập dịch. Quốc bệnh cái là nhiều mấy tài xế rồi xe dân đông này kia, mình còi hú thì người ta nó không tránh. Rồi nếu mà mình lấn thì sợ nó xảy ra tai nạn giao thông. Trong khi đó, luật giao thông đường bộ năm 2008 và nghị định số 100/2019 của chính phủ có quy định rõ hành vi vi phạm
cũng như là mức phạt liên quan đến cản trở xe ưu tiên thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, 5 loại xe ưu tiên khi tham gia giao thông là xe cứu hỏa đi làm nhiệm vụ, xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp. Đoàn xe có cảnh sát dẫn đường, xe cứu thương đi làm nhiệm vụ cấp cứu, xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định của pháp luật, đoàn xe tăng. Đối với các hành vi không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên được xem là một hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, mức phạt hành chính như sau. Đối với phương tiện là xe máy điện, xe đạp điện, phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng. Máy kéo phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Đối với ô tô phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Về chế tài hình sự, Bộ luật hình sự năm 2017 có quy định đối với hành vi vi phạm trên mà gây thiệt hại cho người khác thì phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm. Các chế tài pháp luật thì đã có, tuy nhiên ý thức chấp hành của người tham gia giao thông thì vẫn còn là một vấn đề nan giải. Bởi đâu đó vẫn còn số thành phần nhỏ trong xã hội thiếu ý thức, cố tình biết luật mà vẫn phạm. Đặc biệt là các đối tượng uống rượu bia khi có men say trong người, thường lạng lách đánh võng, chạy lấn vào đường xe ưu tiên. Khó hơn bình thường. Thường thường thì bệnh nhân có rượu bia rồi thường thường là bệnh nhân kém hợp tác. Cái thứ hai nữa là cái thường thường mình đánh giá cái tri giác họ khó hơn. Rồi họ không hợp tác, họ chụp hình đồ, nói chung là sẽ khó hơn một bệnh nhân không uống rượu bia. Mình nên nhường đường cho cái xe cấp cứu ưu tiên để mà cứu sống bệnh nhân. Cái đó vừa là cái quy định theo luật. Cái thứ hai nữa là vừa mang cái tính mà nhân đạo, cái tính cộng đồng. Mình nên nhường đường cho xe cấp cứu. Khi có người thân bị bệnh cần cấp cứu hay rơi vào tình huống cần cứu hỏa thì mới thấm thía được nỗi mong chờ về sự có mặt kịp thời của các loại xe ưu tiên. Lúc đó họ mới thấm thía về hành động nhường đường, chắc chiêu thời gian là như thế nào. Trước tình hình này, lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Long An nói riêng cần siết chặt hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Trong đó đặc biệt đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông. Khi nghe hoặc nhìn thấy tín hiệu của xe ưu tiên thì cần phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng xe vào sát lề đường bên phải để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Tuyệt đối không được gây cản trở cho xe ưu tiên khi đang làm nhiệm vụ. Ý thức của người dân được nâng cao sẽ là một trong những tiêu chí mang tính quan trọng góp phần giải quyết vấn nạn này. Để từ đó lập lại trật tự xã hội, xây dựng văn hóa giao thông, chuẩn mực ứng xử trong cộng đồng và dần trở thành thói quen ứng xử của mọi người. Đừng gây ra tội, trêu đùa với tính mạng, tài sản của người khác chỉ vì thiếu ý thức. Chuyên đề an toàn giao thông hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chuyên đề sau.